mà. Đi tập thể mình đâu có đều được. Bên em á, tập thể không có đều được. Ví dụ cái công việc cái gì mà em sẽ không liên hệ. Em liên hệ em điện cho huynh đệ đó. Ờ em cần huynh đệ nó hỗ trợ bên cái khâu đó cho em. Hai. Chỗ không ba lại gì trên ta hai không chứ ba. Họ công nhận cái bông rất đẹp như lắm chị. Đây, chết theo ông luôn nè. Cái phần cây. Nhớ không? Gửi chồng tôi đó. Cái bình đất này là chắc mấy người nước tài dễ này ha. Mà cũng đi vô không. Mình cũng để gái là năm nào mình lên cho còn không. Chúng ta là sắp dép đi vô không đó. Có biết cái phim này sắp dép mà cũng quay phim nữa. À, tiếp theo đây là cái điểm thứ hai, còn gọi là Điện Minh Châu. Đoàn chúng tôi vừa đến và đang đốt nhang để cúng tập thể tại Điện Minh Châu. Bỏ dép nó đi. Ừ. Nó chợt. Mấy cây tía. Tao không cầm cái nào, tao muốn cầm dưới nó mà cầm đi.